Sonic Fox, một tài năng trẻ mới nổi, được đánh giá là một trong những nhân vật thành công nhất trong lịch sử đối kháng sau khi vô địch rất nhiều giải như Rồng Đen, Bất Công, Đi Rồng, Mông hay Vú. Nếu như tôi là tôi chọn Vú, anh em chọn Mông hay Vú thì để lại comment phía dưới nhá. Perfect Legend cũng là một tài năng ở bộ môn đối kháng, từng vô địch 3 giải EVO, trong đó có 2 giải là vô địch ở bộ môn Rồng Đen. Nếu các bạn muốn biết thêm về hai game thủ tài năng này thì hãy click vào đây. Ở game đối kháng, trình độ của người chơi rất là quan trọng. Nó quyết định bạn sẽ là người thắng hay là người thua, được làm vua hay là làm thủ giáp. Bắt đầu với chiến thần vô nhiệm. Kể từ lúc dấn thân vào đấu trường đối kháng chuyên nghiệp, anh đã không ngại nói ra những gì mình nghĩ cùng với dòng tweet để khẳng định các cậu có cu, sủa ngu thì chết. Đi đôi với sự thật thà của mình, Perfect Legend còn toxic. Đi đâu anh cũng chửi, đi mẹ. Ai anh cũng chửi, người chơi hay là nhà phát triển game, anh chửi không chừa một ai. Và một sự xích mích xảy ra khi Perfect Legend phản bác lại Sean Later, một người quản lý cộng đồng studio NetherRealm. Cụ thể, Sean Later cho rằng nhân vật nào cũng có thể thắng được giải với sự khổ luyện đủ lâu, bởi anh thấy Sonic Fox có thể thắng bằng Kitana, một nhân vật từng cho là yếu. Perfect Legend nhảy ngay vào họng Sean và nói Kitana được búp trước đó rồi, Sonic Fox thắng hiển có mẹ nhiên rồi. Dù không có ý định nhắm vào Sonic Fox ngay từ đầu, nhưng cuộc cãi vã đã va phải sự chú ý của Fox và khẳng định Perfect Legend thằng đầu bùi giải rách, và anh sẽ đưa Perfect Legend về bãi rác thành công. Bro, sẽ đưa về bãi rác thành công làm gì? Xong đưa về hang người là vi. Sau những cơn bão cấp 16, giật cấp 17, có lúc giật luôn cấp đại học, hai game thủ quyết định không chém gió chửi bới nhau nữa, mà làm một kèo máu FT10 1.000 đô. Địa điểm là tại Summer Jam 9 năm 2015. Bình thường ở các giải đấu, người chơi buộc phải thích nghi nhanh và phải cực kỳ quyết đoán với lựa chọn của mình trong các trận BO3 hoặc là BO5. Nhưng FT10 lại khác, ai đến 10 trước thì sẽ thắng, nên người chơi có rất nhiều thời gian để làm quen, thích nghi với lối đánh của đối phương và nghĩ ra cách phản công hợp lý. Điều đó có nghĩa rằng ai mà thắng được cái FT10 thì sẽ là người giỏi hơn và toàn diện hơn. Người còn lại thì chỉ còn nước chui vào hang của bên nào ghi thôi. Quay ngược trở về quá khứ, Perfect Legend đã vô địch EVO 2011 và 2012 cùng với tướng thủ của mình là Công Lão. Anh đã càn quét mọi đối thủ với đống mũ nón sơn của mình, kể cả những top tier như là Corbor hay là Cyrex. Dù không thuộc hàng top nhưng Công Lão không phải là quá yếu. Đơn giản là Perfect Legend đã sử dụng được triệt để con tướng của mình và bắt bài được đối phương, dẫn đến chiến thắng. Trở lại với mứt mùa hè 9, Perfect Legend khẳng định bản thân có thể tiếp tục tận dụng đồng mũ ở phong cách Buzzsaw để đưa Aaron Black vào thùng xốp. Nhưng rõ ràng là đéo, Phúc bảo anh phải làm thỏa mãn cơn đứng của mình thì cậu mới chịu lôi Aaron Black ra. Trước game đấu, cậu bé Furry Sonic Fox nhắn nhủ với những bet thủ rằng những ai bet cho cậu sẽ là easy money, bởi cậu sẽ win 10-0. Mở màn với Kitana của Sonic Fox và Công Lão Buzzsaw của Perfect Legend, một kèo khá là khó khăn cho chiến thần, bởi vì Kitana là khắc tướng của Công Lão. Buzzsaw của Công Lão có combo khá bé, bù lại có mix up low overhead setup rất là khó chịu. Để thắng được, anh phải đọc được và bắt bài đối phương. Game đầu trông rất là căng thẳng, rất cân kèo cho cả hai bên khi mà cả hai vô diễn ra hết những gì mình có. Perfect Legend đã suýt cùm bách sau khi bị Phốc dồn ép ở round đầu. Chiến thần Hoàng Mỹ hơi chật vật để thắng ở round 2, nhưng mà sang đến round 3 thì dường như Phốc đã bắt bài được anh và kết liễu chiến thần nhanh chóng. Kết thúc game, cậu làm nhẹ một cái Fatality và được biết đến trong cộng đồng Rồng Đen, sử dụng Fatality hay là Brutality là rất tôn trọng đối thủ. Khi đối thủ cảm thấy tình anh em trừ 100, chiến thần hoàn hảo biết đâu ấy chứ. Cái á, nhưng mà từ từ, còn nhiều game, rồi anh sẽ đút cháo cho chú cáo láo nháo ngơ ngáo đang mít sáo này phải mềm máu. Sang đến game 2, chiến thần thấy mix up setup đéo ổn, anh lấy ngay phong cách Tempest có combo sát thương cao với hy vọng một chặng gần nửa cây máu. Nhưng anh thể hiện rằng bản thân có khoảng thời gian khó khăn khi ở giữa sân. Sonic múa quạt, phi quạt, giữ khoảng cách rất là khó chịu, khiến chiến thần gần như không thể tiếp cận được. Chiến thần thua 2 round trắng. Anh lại out ra ngoài để đổi variation về Buzzsaw, bởi anh thấy rất không ổn khi không tiếp cận được. Đến với game thứ 4, Sonic Fox bắt đầu bữa tiệc trà hoàng gia ở cuối game đấu, tận tay pha trà, nhúng trà để mời chiến thần Hoàng Mỹ một đi trà với toàn bộ sự tôn trọng của mình, rồi kết thúc game đấu bằng một Brutality với một cây máu quân đầy. Đến với game thứ 6, cùng với mọi sự tôn trọng, Fox vẫn tiếp tục combo được cái xác khô của Công Lão, khiến một người phải kêu lên.
chiến thắng lại một lần nữa đổi sang tay Bess với hy vọng chạm được tới trái tim của Sonic Fox bằng combo đau đớn của mình. Đến một thời điểm nào đó trong trận đấu, người chơi sẽ nhận ra được thói quen của đối phương. Game đối kháng về sau cùng cũng là nhận biết thói quen của đối phương, nghĩ ra chiến lược, bắt lại thói quen đó và giành chiến thắng. Sau nhiều game, chiến thần vẫn chưa thể nghĩ ra cho mình một cách để chống lại Sonic Fox. Thua rồi tiếp thua, như là một bữa tiệc hành với cháo hành khai vị, phở hành món chính, kết thúc với kem hành tráng miệng đến tận game thứ 10. Round đầu anh có lợi thế về máu, đánh Sonic còn một giọt. Tưởng chừng đây là tia hy vọng ở cuối đường hầm cho chiến thần cùng Bách. Và quả thật, đúng là có một pha cùng Bách. Nhưng mà nó lại thuộc về Sonic Fox. Mọi người cùng với Caster lúc này đã kiểu quá chán rồi. Khi thấy Sonic Fox nên combo và bắt đầu khẳng định game đã end. Ladies and gentlemen, I hope you guys enjoyed the match. Khi thấy Sonic Fox lên combo đã bắt đầu khẳng định game end rồi, game end con mẹ nó rồi. Kết thúc game đấu, thắng rồi thì làm gì? Thì gáy chứ làm gì nữa. Ông gáy trên Twitter là ông sẽ ăn tổi á. Đây có cái đuổi bầu nhá. Gà con còn non mà đuổi gáy. Tôi vẫn cổ cho gọi gáy rồi. Gáy thôi. Nếu mà chỉ thua không thôi thì còn đỡ nhục. Đây đằng này lại bị thằng Danh nhỏ hơn 10 tuổi. Nó thắng như những gì nó gáy. Một là nhục vãi rồi. Hai là sợ những thằng bét thủ nó kéo cổ vào một góc, nó đâm cho thì thôi vãi luôn cuộc đời. Vào trường hợp đấy tôi thấy trong 36 kế sụp là thượng sách. Sụp càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng gọn. Nhưng mà anh là chiến thần. Mà chiến thần thì sao? Chiến thần thì no pussy. Anh ở lại dõng dạc để Sonic Fox. Cậu chơi hay đấy, anh không phủ nhận điều đấy nhá. Nhưng mà anh xin nhắc lại cho cậu bài anh đăng trên Twitter là anh nói anh có thể chơi ngon lành Aaron Black của chú với khung lao bớt so, chứ đâu phải là Kitana đâu. Có thể ngầm hiểu rằng anh đang không có nhận trận đấu đó bởi vì nó không diễn ra những gì anh nói và đòi thêm một cái BO5. Trong đầu Sony Fox kiểu ừ rồi, ông anh thích thì chơi chiều, đáng ra tôi chả vặt nốt cái đầu làm bữa nhậu. Fox dùng Aaron Black theo đúng ý của chiến thần, nhưng diễn biến trận đấu thì vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là một rổ hành được xít tận mồm chiến thần. Các caster thì kiểu chỉ ngồi đó và cầu xin chiến thần ăn được một game. Một game thôi cũng được, xin ấy. Đến game cuối mọi người trong khán đài bắt đầu hô tên. Oh shit, 13-0, 13-0. Có cái bet thủ kiểu no, đi mẹ tiền của tao. Where's my money? Sau trận thua 13-0 nhục nhã đó, mọi người đã bắt đầu biến anh thành một cái meme sống. Thậm chí là đổi luôn tên cho anh. Sau sự kiện, khi chiến thần được phỏng vấn, anh đã bảo rằng bản thân đã không chuẩn bị kỹ cho trận FT10 đó. Trước đó khoảng 2 tuần, anh liên tục phải chạy tới chạy lui, huấn luyện người khác chơi game, chuẩn bị và chạy các game show nên không có mặt ở nhà. Chỗ anh ở thì cũng có một cái Xbox ấy, nhưng mà đen nỗi là không có màn hình. Dẫn đến việc anh không thể luyện tập hẳn hoi để chuẩn bị cho cái FT10. Theo như tôi thấy thì ông ấy sẽ phải mõm một chứ làm cái đeo gì bro. Vậy bài học rút ra ở đây là gì? Là đừng có khinh thường một thằng nhóc. Ngay cho rõ to rồi không thể luyện tập, cứ nghĩ kinh nghiệm chơi game lâu năm là đè được để rồi đấm cho 13 không. Không có time stone để đi ngược thời gian hay là cô bé America Chavez với khả năng đi khắp các đa vũ trụ giúp tìm ra một vũ trụ nơi bạn thắng đâu. Nhưng mà thôi, nói đi vẫn phải nói lại, không phủ nhận công sức của chiến thần bỏ ra để đóng góp cho cộng đồng đối kháng. Anh thì vẫn stream, vẫn tổ chức giải đấu đều đặn. Trước khi trở thành cái meme sống, mọi người vẫn luôn nhớ tới anh là một cái lỗ nhị hoàn hảo. Và đó là tình tiết trận FT10 huyền thoại giữa Perfect Dungeon và Sonic Fox. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ lại cho kênh mình một like, một subscribe và nhớ đấm vào cái nút chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất về kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì Underworld Joe out.